phần này, sử dụng phần này. Rồi khi vào chạm xong lắc cổ tay, tăng ma sát, mình nắm cái quả bóng này. Đó. Nếu anh có thao tác choàng thì nó chạm nó sẽ gãy khúc xuống, mình sẽ khó dịch trả lại. Đúng, thoải mái. Vô thủy gối, xoay điều chỉnh cổ tay, dính bóng, điều chỉnh cổ tay. Đúng, tạo vòng cung. Good. Anh Vinh hiện đang chơi cho câu lạc bộ của thành phố SW của Đức. Anh Vinh chụp hình lưu niệm cùng ông Rose Cup, hiện là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Đức và cũng là cựu vô địch thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Là tôi là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Tôi tên Nguyễn Phúc Vĩnh, tôi 45 tuổi mà tôi và ở Đức qua đây nghỉ hè để cũng chơi bóng bàn ở Tý Long Club. Tôi rất là vui là anh Tý Long có giờ cho tôi để tập luyện cho tôi về nhiều thứ ở bóng bàn. Dạ, xin chân thành cảm ơn anh. Anh ở bên nước Đức là anh, hiện tại anh đang chơi cho câu lạc bộ nào? Tôi chơi tới club TTV 79 SVG. Và tôi cũng muốn chào các bạn ở cái club của tôi. Hello Jungs, wie geht's euch? Ne? Ich bin da bei Tý Long. Super. Yeah. Super here. Xin chân thành cảm ơn anh đã lặn lội đường xá xa xôi từ nước Đức đến Tý Long Club tập luyện. Và hôm nay tôi xin mời các bác, cô chú, các anh chị cùng xem buổi tập luyện của chúng tôi như thế nào nhé. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh cái cách giật tăng xoáy và điều chỉnh vòng cung của kỹ thuật giật tăng xoáy thuận tay. Đúng rồi, toss spin and toss spin loop. Ok, rồi bắt đầu xoáy nặng hơn. Good. Bóng của anh còn ít xoáy. Tại vì khi anh giật, em thấy anh dùng vai, nên khi vai anh sẽ cái độ ma sát của anh trên cái quả bóng nó sẽ ít. Anh cần cái tạo cái độ grip bóng. Thì khi vào là anh cần sử dụng cái cổ tay và cái bàn tay nhiều. Đúng rồi. Rồi, chân hông, cổ tay giật, giữ phần này, sử dụng phần này. Rồi, khi vào chạm xong lắc cổ tay, quay bóng nhanh, nhanh. Đó. Đúng rồi, khi anh không dùng cái hông á thì anh sẽ nhìn cái tay anh tới đây, nhưng mà khi có cái hông á, bóng sẽ tới đây. Rồi anh thấy quả bóng nó thiếu vòng cung thì muốn có thêm vòng cung là cái chân, phụ cái chân, thì lúc này anh sẽ xuống cái chân phải xuống, khuỵu gối xuống. Và khi anh muốn giật tăng xoáy nó khác với là anh giật sung, anh giật nhanh. Thì giật sung, giật nhanh, giật trên bóng khi nó trên đỉnh cao. Bây giờ giật tăng xoáy hơi phải, hơi chờ nó rớt thấp xuống. Nên mình phải hạ thấp trọng tâm bằng cách khuỵu gối xuống, dồn sang chân phải. Xong bắt đầu đạp lực từ chân phải đứng lên, xong mới bắt đầu mình tăng ma sát, mình nắm cái quả bóng nè. Đó, anh nghe cái tiếng sực. Lúc tăng xoáy mình phải gọi chính xác là mình nắm nó, mình có cái một cái đoạn mình kéo bóng để cho quả bóng nó lăn, nó ma sát nhiều trên mặt vợt. Còn nếu như anh nghe, anh tiếp xúc mà bóng nó ra liền là không có xoáy. Nè. Sau đúng rồi. Vì khi mình giật tăng xoáy nó cũng là một
cái phong cách chơi. Có người thì họ sợ tốc độ, mình giật tốc độ mình thắng, nhưng mà có người lại thích tốc độ, anh giật càng tốc độ họ block càng tốt. Thì lúc này mình thử tăng xoáy. Đôi khi họ chưa có hiểu hoặc họ chưa khống chế xoáy tốt. Khi mình giật tăng xoáy, mặc dù bóng đi chậm, độ xoáy lớn, khi đó họ đỡ cũng dễ bị lỗi hơn. Rồi, chân hông. Good. Rồi, tăng xoáy là hình dung giật cho bóng dưới thấp, xuống gối, xuống sau gối. Rồi, đứng lên, phụ thêm cái chân, phụ thêm chân. Rồi, giữ tay, xoay hông. Đúng, rồi lúc này tay cỡ đó thôi, đẩy cái hông lên. Đẩy cái hông nhiều lên. Đẩy hông lên xuống, đẩy hông lên, đúng. Đúng, nhưng mà vào tiếp xúc, nắm tay. Nắm tay. Rồi, điều chỉnh thoải mái ra, mở ra. Đầu tiên anh cho nó lên. Và nhớ tăng xoáy là phải tiếp xúc mép trên nha, thì mình mới lăn nó được. Còn nếu mình giật muốn tăng xoáy mà giật mép dưới không có xoáy. Chạm xong bắt đầu nè, chạm xong bắt đầu là mới choàng lăn nó. Thì chính cái choàng này là giúp mình điều chỉnh cái vòng cung nè. Đúng, thả lỏng ra. Good. Đó, xoáy rồi đó. Anh phải có cái điểm nắm, anh cảm giác anh nắm trái bóng nó nặng trên cái vợt của anh á. Lúc đó mình mới bám được cái trái bóng nó nhiều. Thì mình sẽ cảm giác trái bóng nó nặng trên cái cây vợt. Đúng rồi, nắm, dừng, đúng. Thì tới lúc đó bắt đầu nắm nhanh lên tí. Đúng, bật chân lên. Good. Thả lỏng, dính. Đúng. Rồi bây giờ anh gò cho em sẽ nói từng cái giai đoạn của cái thao tác. Gò sang. Đầu tiên là mình đứng lên ha, mình tạo cái lực đứng lên. Đứng lên. Rồi, bắt đầu anh muốn nó thấp thì bắt đầu xoay hông nè, bắt đầu là và sử dụng cái cổ tay choàng bóng. Đúng không? Lên nhưng mà choàng tới. Khi nếu như mình tiếp xúc nè, mình thẳng lên cho bóng nó cao. Nó chạm nó vọt lên. Nếu anh có thao tác choàng thì nó chạm nó sẽ gãy khúc xuống. Mình sẽ khó giật trả lại. Đâu bây giờ anh giật trả lại nha, em giật hai cái động tác, anh thử giật trả lại. Quả này em giật thẳng lên nè. Đó. Anh thấy không? Bắt đầu em điều chỉnh cái cổ tay nè. Đúng rồi. Thì bắt đầu nó vọt thấp xuống, cái quỹ đạo nó vòng xuống. Và mình muốn nó vọt ra thì mình xoay thêm cái hông, mình kết hợp luôn. Đây. Thì vừa điều chỉnh cái cổ tay nè, mình vừa xoay hông để cho cái quả bóng nó lao tới. Thì kỹ thuật giật đó nó rất an toàn, tại nó có độ xoáy và vòng cung. Mà đối thủ cũng khó phản công lại hơn. Đúng, đúng rồi. Đúng. Nếu họ không phản công mà họ block á, khả năng nó sẽ cao lên tại độ xoáy lớn. Ok, thử làm. Đầu tiên là xuống chân hạ thấp trọng tâm. Sau đó chờ bóng rơi xuống, nắm ma sát, điều chỉnh cổ tay kết hợp với xoay hông choàng. Anh thao tác nè, xoay choàng nè. Đúng. Đúng.
Thoải mái. Good. Ok. Xuống rồi. Good. 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 Rồi đứng thủ ở đây. Em gò di chuyển sang. Khủy gối xoay điều chỉnh cổ tay. Dính bóng điều chỉnh cổ tay. Đúng, tạo vòng cung. Kết hợp xoay hông. Đúng, xoay hông. Đúng, đó, bắt đầu anh thấy quỹ đạo rất thấp rồi. Rồi anh giao sang. Anh giao xong vào tư thế chuẩn bị. Em gò sang, anh thực hiện thao tác kỹ thuật. Good. Giao xong về tư thế chuẩn bị. Đứng nhìn đã. Đứng nhìn, chuẩn bị. Đúng rồi. Good. Good. Thư giãn ra. Good. Thả lỏng chân hông. Sử dụng chân hông. Tốt. Thư giãn vai. Good. Good. Và nếu các bác, các cô chú, các anh chị thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và nếu các bạn cần dụng cụ bóng bàn, cố vợt bóng bàn, xin hãy nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Chào tạm biệt tất cả mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người những video hướng dẫn tiếp theo. Bye bye. Bye bye.